Chào mọi người, trước khi xem video này thì mọi người nhớ video chỉ mang tính chất giải trí thôi nha. À mà ai muốn mua ạc hai vai thì vào shop ạc của bác nha. Bố lại thế rồi, lại thế nữa. Lại 10 hả con? Vâng, lại 10. Con làm bài sai để được điểm kém bằng, để cho bằng bạn bằng bè một lần đi con. Con làm sai bao nhiêu lần rồi thế mà cô giáo vẫn chấm cho mình? Thôi thế thì học xong rồi đến giờ về hai bố con bật cơm con. Vâng. Đấy mày nhìn kìa, thằng Cường suốt ngày được điểm 10 môn toán, thế mày được mấy? Còn á. Đấy, toàn sảnh rồng 3-4 năm. Thế này có đáng sách dép cho thằng Cường không? Mẹ ơi, mẹ biết tại sao thằng Cường điểm toán nó luôn cao hơn con? Vì nó học chăm hơn mày. Không đâu, vì mẹ nó dạy môn toán. Mẹ nó dạy môn toán. Thế mẹ có biết tại sao Hạnh kiểu một con không tốt bằng của thằng Hùng không? Thì thằng Hùng nó ngoan hơn mày. Không đâu, vì giáo viên chủ nhiệm là mẹ nó. Là mẹ nó. Thế mẹ có biết vì sao con suốt ngày bị phạt cơ? Thì mày nghịch chứ sao? Không đâu, mẹ thằng Thắng là cô giám thị. Thế mẹ có biết vì sao thằng Cường năm nào được học bổng cơ? Thì mẹ nó dạy môn toán nên nó học giỏi các môn khác. Không phải, mà bố nó làm hiệu trưởng. Thế mẹ có biết vì sao thằng Hùng nó chơi thể thao tốt hơn con không? Thì nó có năng khiếu. Không phải, vì gì nó làm giáo viên thể dục. Thế mẹ có biết tại sao thằng Thắng không ở điểm muộn không? Vì nó không dạy muộn như mày. Không ạ, mà nhà nó ở cùng trường. Nhà nó ở cùng trường. Thế mẹ có biết vì sao thằng Cường nó nhiều gái theo không? Tại nó đẹp trai, học giỏi, có xe đạp riêng. Đúng, nhưng mà chưa hẳn. Thế còn tại sao? Tại nhà nó giàu. Tại nhà nó giàu. Thế mẹ có biết tại sao chúng nó lúc nào cũng chăm chỉ hơn con không? Mày nói luôn đi. Tại vì bố mẹ chúng nó lười hơn mẹ. Thế mẹ có biết tại sao chúng nó không bao giờ bỏ học đi net như con không? Vì nó không mê game như mày. Không mẹ, mà quán net là nhà nó mở. Nhà nó mở. Thế mẹ có biết vì sao mà dân làng lại yêu quý bọn nó hơn con không? Tại sao? Tại vì bố mẹ nó không đi bêu dế quân mình. Thế mẹ có biết tại sao chúng nó khỏe hơn con không? Thì chúng nó chăm tập thể dục. Không đâu, vì nhà nó có lực. Vì nhà nó có lực. Thế mẹ có biết tại sao mùa hè chúng nó không đi tắm sông không? Tao không biết. Vì chúng nó đi tắm biển. Thế mẹ có biết tại sao bọn nó không bao giờ nấu cơm sống không? Đã chịu. Vì nhà nó có đầu bếp riêng. Ôi trời ơi. Thế mẹ có biết tại sao bọn nó không cắm đầu vào điện thoại không? Vì sao? Vì chúng nó cắm đầu vào máy tính. Vào máy tính. Thế mẹ có biết tại sao bọn nó là con nhà người ta không? Vì sao nữa? Vì con là con của mẹ. Mày kia tao đúng không? Tao giờ biết. Chào mọi người, trước khi xem video này thì mọi người nhớ video chỉ mang tính chất giải trí thôi nha. À mà ai muốn mua ạc hai vai thì vào shop ạc của bác nha.